Theo Đức Phật đó, tại sao chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ ngay cả khi cha mẹ bỏ rơi mình? Vì nếu không có cha mẹ mình, lỡ mình sinh ra là một loài động vật thì sao? Khổ vô cùng. Động vật, nhất là gia súc, khi nuôi đến cái tuổi nào đó, cái tháng nào đó mà phải bị giết thịt để phục vụ cho con người ăn. Do đó việc mà đạo Phật dạy chúng ta lòng biết ơn đối với cha mẹ nó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là ơn sanh thành, tức là sanh ra chúng ta với tư cách làm người. Thứ hai đó là ơn dưỡng dục, tức là nuôi dạy chúng ta về ngôn ngữ. Nếu mà cha mẹ không nuôi dạy thì mình đâu có kiến thức ngôn ngữ. Và thứ ba đó là dựng sự nghiệp và hỗ trợ tương lai.